Với cái tầm tài chính mà dưới 30 triệu thì có lẽ mua ghế Nhật nó là một cái sự lựa chọn rất là khó khăn đối với mọi người, bởi vì ghế Nhật thường là giá nó cao, mà dưới 30 triệu thì cái sự lựa chọn của mọi người nó không được nhiều. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu với mọi người một cái mẫu ghế dưới 30 triệu, cụ thể là 28 triệu, đến từ thương hiệu Family Inada. Mẫu này nó là một cái mẫu ghế có cái mức giá bình dân nhưng mà nó thực sự nó rất là xuất sắc, rất là đẹp và nhiều tính năng. Mọi người cùng xem này. Đây là một cái mẫu đến từ cái thương hiệu Family Inada này, mọi người thấy chưa? Đấy, có thiết kế ngoại hình rất là đẹp. Mẫu này có thể dùng được cho mọi đối tượng nhé, từ người già tới người trẻ, và cái người to béo cũng đều ngồi được. Mọi người thấy này, đấy, cái form ghế nó rất là to, rộng rãi, nằm thoải mái nhé, kiểu dáng rất là đẹp. Mọi người xem này, cái thiết kế đường may của họ này, ở giữa thì họ may một cái lớp da màu đen, đây dọc giữa này xuống đến tận mông nhá, may lớp da màu đen. Còn hai bên thì nó là da màu ghi, rất là đẹp. Mẫu này thì có cái gì hay, thì bây giờ mình hãy cùng xem nhá, xem có cái gì nhá. Trước tiên mình sẽ xem một vòng, cho mọi người quay quay cho mọi người xem một vòng, xem là xung quanh này. Hình thức nó đây, cái mẫu này thì nó là cái dòng medical chair nhé, medical này, family robot, medical thì mọi người biết rồi, ghế medical tức là ghế vật lý trị liệu đó, medical chair đây, hai bên này, đấy, mọi người thấy chưa, da con này đẹp thật đấy. Nói chung là để kiếm được một con đẹp như thế này thì cho mọi người là cũng hơi hơi hiếm, hơi hiếm, không có nhiều đâu. Đây, da nguyên bản luôn mọi người nhá, da nguyên bản mà rất là đẹp luôn này, căng đẹp. Ở sau thì nó bọc vải lưới nhá. Con này thì nó khá là nặng đấy, con này nó phải hơn tạ. Đây là cái phần hộp bên phía đằng sau của ghế này. Đây là ổ cắm nguồn điện vào này, chỗ này là công tắc nguồn nhé, công tắc nguồn này. Ở bên dưới này thì nó có một cái phần để bắt cái dây tiếp địa. Đây tem cảnh báo, đây mã của nó là 3300, 3300 nhé. Điện 100V này, công suất 190W, 190W nhé. Tem chứng nhận thiết bị y tế này. Đây con này khá nặng, phía sau có bánh xe này. Đó. Đây là động cơ của ghế khi mà nó hoạt động nhá, ở phía đằng sau này mọi người nhìn này. Đấy, đây là động cơ này. Động cơ con này rất là đồ sộ, và đây mọi người, nó có chức năng đấy, đẩy ra đẩy vào này. Nó đẩy ra cái để vào cả dàn luôn nhá. Bình thường những con khác thì nó đẩy ra để vào mỗi phía trên thôi, đây nó đẩy ra để vào cả bên dưới luôn. Đây. Con lăn này. Con lăn bằng silicone nhá, sử dụng 4 con lăn. Thì nó có các cái đầu rung này, các con rung ở các đầu con lăn này. Đấy. Hoạt động rất là êm nhá, rất là ngọt nhá. Nó có 4 động cơ này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 nhá, 4 động cơ nhá. Và các cái bánh răng lên xuống này toàn bằng bằng thép thôi, thép không gỉ luôn. Các cái chi tiết ốc phía sau cũng thế, nó cũng không có bị han gì một tí nào cả. Nói chung là thực sự đồ này quá là tốt, quá phê. Đây này, các cái thép nó không han gì thế nào, mỡ còn nguyên này. Mên này, mên xanh nét này, mên xanh nét rất là đẹp nhá. Thực sự con này quá xịn luôn mọi người ạ. Đấy, đây túi khí của nó này, đây điều khiển này. Đó. Hoạt động êm ái ngọt ngào nhá. Riêng động cơ thì không thể chê được đâu được rồi. Đó. Con này rất là hay nhá, con này nó có cái phần
bóp ở cái phần bắp tay, cái này bóp ở bắp tay nhá. À, những cái mẫu khác thì nó bóp ở cánh tay, cái này nó thêm cái phần bóp ở bắp tay, nó như kiểu cái máy đo huyết áp ấy. Ừ, rất là thích nha. Mình có thể để vào trong hoặc là mình treo nó ở đây. Đây, hay chưa, rất là lạ nhá. Đây nữa này, đấy, nó như là cái máy đo huyết áp luôn nha, mọi người thấy không? Đó. Có thể dỡ ra nhá, đeo vào cánh tay nhá, đeo vào cái bắp tay ấy. Đó. Đó. Treo đây, treo này, đó. Đây, và cái này nữa này, mọi người thấy cái này cái gì chưa? Đây, cái này chính là cái mic để nó thu giọng nói. Cái này nó tác dụng của nó là dùng để ra lệnh bằng giọng nói. Nhưng mà rất tiếc là cái này nó ra lệnh bằng tiếng Nhật. Có nghĩa là nó dùng cho thị trường Nhật nên nó ra lệnh bằng tiếng Nhật. Người nào biết tiếng Nhật thì mới điều khiển được. Nó ra lệnh bằng giọng nói nhé. Đây là nó cái mic của nó, cái mic của nó. Nhưng mà nó thiết kế này rất là đẹp. Nhìn nó ưng luôn. Cái tay thì tay nó bóp 3 chiều nhé. Mọi người để ý cái dòng này ấy, là nó bóp lên xuống, trái phải ra vào. Đấy, nó nhào xung quanh, lên xuống trái phải ra vào, bên đây cũng thế. Và cái tay này mình có thể di chuyển ra vào này. Ví dụ tay người nào dài thì mình di chuyển ra, tay nào người dài mình di chuyển ra, đây di chuyển ra. Còn tay người nào ngắn thì mình di chuyển vào trong, di chuyển ra vào được. Đó, như thế này. Đây, phía lưng này. Thực sự là nó may rất là đẹp luôn. Đây, da rất là đẹp. Úi xưa. Căng luôn. Phơi này mà. Đấy, họ may nhìn đẹp này mà. Thấy không? Con này thì nó cực kỳ là chắc chắn. Rất là chắc chắn luôn. Đây là cái thanh treo điều khiển. Thanh treo điều khiển của ghế này. Đây. Đấy, nó để như thế này. Bây giờ mình sẽ bật thử cho nó hoạt động nhé. Bật thử cho nó hoạt động. Mẫu này đấy, bắt đầu hoạt động rồi này. Mẫu này nó có thể ngả ra như một cái giường nhé, như là một cái giường y tế luôn. Đây. Có rung rung lưng này, rung mông này, rung gan bàn chân này. Gan bàn chân này nó có rung cả gan bàn chân nhá. Túi khí nó bóp hai bên đây, túi khí rất là nhiều. Con này túi khí thực sự rất là nhiều. Nó bóp ở hai bên hông này, hai bên hông này, mờ dưới mông này, đây bóp bắp chân này. Đây cái dàn này bóp bắp chân này, nó ôm chặt cái bắp chân này. Đấy đấy này. Túi khí trên này thì nó ép xuống bàn chân này. Phía bóp phía gót chân này, và nó có những cái đây, con rung ở dưới gan bàn chân này. Nói chung là ngồi đã thích. Đây đây phía chân của nó. Chân rất đẹp luôn. Đấy. Tròn trịa luôn. Đây đây. Đấy. Con này đấy, cái trục đẩy nó này, rất to, rất chắc chắn. Rất chắc chắn nhá. Đấy. Đây chân này. Chân này đấy. Ui, con này chân ra vào rất nhanh nhá. Con này nó cái chân của nó ra vào tự động nhá, có nghĩa là mình đạp tới đâu tự động nó đẩy ra tự động thu vào luôn. Đây thu vào này. Đấy. Đấy, ra này. Đấy, ra rất nhanh, nó to này nhưng mà nó rất là linh hoạt nhá. Đấy, người to béo làm hết không vấn đề, to béo hoặc là người thấp bé nhẹ cân đều làm được hết. Và làm con này êm, con này là đấy, ngả này là hết cỡ rồi đấy. Đấy ngả hết cỡ rồi. Đấy ngả hết cỡ nó sẽ như thế này, như một cái giường này. Tay mình có thể di chuyển theo nhá, lên xuống, di chuyển lên xuống.
bắt đầu bóp hai bên hông này, bóp dưới mông này. Đấy, rung này, nó đang rung ở dưới gan mặt chân nhé. Ghế này nó là dòng trị liệu của Family Inada, được sản xuất để phục vụ trị liệu cho những cái người già hoặc những người gặp các cái vấn đề về sức khỏe, đau lưng xương khớp. Đây, cái tay nó bóp này, đó. Nó bóp nó nhào các kiểu nhá, bóp dưới bóp lên này, trên bóp xuống này, trong bóp ra này, nó đẩy các kiểu luôn, nó bóp nhào bóp cuộn chứ không phải bóp đơn thuần đâu, nên đặt tay mà rất là thích. Đấy, kết hợp với nó bóp ở cái phần đây, phần bắp tay nữa. Đấy, bóp phía bắp tay. Đấy, điều khiển đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ xem là điều khiển nó có những chức năng gì nhá. Chức năng của cái con này thì nó khá là nhiều đấy. Đây, điều khiển của nó thì nó có các chức năng, ví dụ như cái nút vàng này là nút tắt bật nguồn này, nút đỏ này là cái nút tạm dừng, cái nút này nó là di chuyển vị trí con lăn lên xuống này. Còn đây là các cái chức năng gọi là ghi nhớ bài tập, ghi nhớ bài tập. Ở đây cái nút này, đây cái nút này là các cái chức năng chỉnh nhanh của phần bóp tay, bóp chân, bóp mông, mông ghế, các cái chức năng chỉnh tứ khí, chỉnh nhanh. Ở bên dưới này thì đây nó có cái nút hồng hồng này chính là cái nút điều chỉnh chế độ giọng nói nhé, chỉnh chế độ giọng nói. Cái nút này nó là cái bài tập, đây nó bài tập phục hồi mệt mỏi toàn thân này. Đây là cái bài tập cải thiện cái tình trạng mỏi vai và cơ. Bài này nó là cái bài cải thiện cái tình trạng mỏi cơ và cái lưng dưới. Mỏi cơ và lưng dưới. Đây là cái bài bài tập shiatsu mềm này. Dưới này bài tập về mông. Đây là chỉnh lực mạnh nhẹ. Mạnh nhẹ đây. Đây nâng hạ ghế này. Nâng hạ chân ghế này. Ra vào chân ghế này. Và đây là các cái chức năng chỉnh về thư giãn. Chức năng chỉnh rung và cái chỉnh âm lượng. Và phía bên trong thì nó có rất là nhiều các cái động tác thủ công khác nhau. Bên trong thì nó có các cái động tác bóp, xoa, đấm, vừa đấm vừa bóp này, ấn huyệt này, shiatsu này, hoạt động trong dọc sống lưng này, hoạt động từng phần này, rung chân này, rung lưng này. Cái này có cả mở rộng con lăn nhá, mở rộng con lăn này, thu hẹp con lăn này, nâng ngả ghế này, nâng ngả chân ghế này, ra vào chân ghế này. Đấy, trong đây thì nó có các chỉnh lực con lăn, chỉnh lực túi khí nhá, rung mông các thứ. Nói chung là chức năng khá là nhiều. Đấy, với một cái mức giá nó bình dân thì nó khá là nhiều. Sở dĩ là giá nó rẻ như thế bởi vì là không phải là những cái mẫu này là những mẫu rẻ tiền, mà do thực ra là những cái mẫu này là những cái mẫu cao cấp của Nhật. Tuy nhiên nó rẻ là do cái năm sản xuất nó cũng được nói chung là cũng nó rẻ do cái năm sản xuất nó không phải là gần đây nhất, nên là nó giá nó rẻ thôi, chứ còn những cái dòng này lúc nó mới được giới thiệu, mới ra mắt ấy, là nó là cái mẫu ghế VIP rất là đắt tiền, phải người nào rất có tiền mới mua được.
Đây, ấn dựng ghế lên này, chân nó hạ xuống này. Chân hạ xuống này. Đây, mình có thể ngồi vào nhé. Ngồi vào test thì chân này. Chân mình để này, tí nữa nó sẽ bóp hết cả bắp chân này. Để ngả ghế ra. Nâng ghế lên này. Đó. Ok này. Ui. Ui lưng bóp. Ai à, con này bóp rất sướng mọi người ạ. Bóp thích đấy. Đây tay nó đây. Tay nó đây này. Đây, tay nó bóp nhào các kiểu nha mọi người nhá. Nó không bóp đơn giản đâu. Nó không đơn giản, nó chỉ ép lên ép xuống đâu mà nó bóp bóp nhào. Bóp nhào theo ba chiều khác nhau. Nằm thích thật. Nó vừa đấm này, nó vừa ấn huyệt này, nó vừa lắc này, nó vừa day này, vỗ này. Rất là nhiều động tác, khá là nhiều. Đây, bên đây tay ở đâu làm việc này. Làm thích thật. Nó làm thích này, bảo sao là đau lưng đau nhức là nó sẽ hết ngay, nó đỡ ngay. Bấm này nó sẽ dựng lên nhá. Ok, ngồi rất là ok, được, ngồi rất thích nhá mọi người nhá. Đấy, giá chỉ có 28 triệu thôi mà đầy đủ hết các chức năng mọi người này. Đấy, nó vừa đấm nhá, vừa rung nhá, rung lưng nhá, rung mông, rung chân nhá, bóp bắp chân này. Đấy, bóp toàn bộ bắp chân và bàn chân, gót chân luôn. Nằm rộng rãi thoải mái, phù hợp được cho mọi đối tượng. Giá chỉ có 28 triệu thôi. Đấy, bác nào mà cảm thấy nó vừa cái túi tiền mình thì chốt ngay. Cái mẫu đẹp mà giá hợp lý như này thì thường shop bán cũng rất là nhanh. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop qua số điện thoại là 0964 480 666 nhé. Giá trên thì đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt tại nhà, tặng kèm biến áp nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.